thành tâm mi báo hiếu con quỳ phụ thân nay đã biệt ly dương trần con chưa báo được mười ân màng nay cha đã quá phần còn đâu nhắc hồi thêm thàm thêm sầu làm con chưa trọn được câu sanh thành từ nay cha đã phước hình trước sau vắng vẻ gia đình quanh hiếu bỏ con thơ dài chích chiêu đâu còn như sống mà kêu con về cổng lao có nhọc nhiều bề đêm ngày lo lắng nặng nề vì con ba năm nuôi dưỡng hao mòn chậm nơm nuôi trẻ đâu còn rảnh ráng lắm lần cầu nguyện vái ban cho con khôn lớn đến nay đàn công danh rồi nay con được trưởng thành chưa hề bao đớn không sanh phần nào sanh thành dưỡng dục cù lao gia đình gánh nặng làm sao an nhàn sợ con liêu lắm xa đàn sợ vì bệnh hoạn lại càng lo âu cha không lên gác xuống lầu bỏ con vất vả đồng sâu nắng hè cha không xuống ngựa lên xe bỏ con đôi đất chịu bề lang thang cha không dư giả bạc vàng bỏ con khôn khổ cơ hàng liều tranh nuôi con dạy dỗ học hành miễn cho con đặng trướng thành nên danh thương con cha bỏ sao đành
số phận cha đành biệt ngờ ly. Nhỏ còn thơ dại biết chi, lớn hay khôn mới rõ cha thì dày công. Từ nay hết đời hết trong thi hài cha gửi ra đồng cỏ xanh. Về thăm đâu thấy dáng hình bàn hương vắng vẻ đèn xanh nhãn tàn. Lòng con ấy thương nhớ thở than, cơm danh ba bát quái vang cha về. Chính cho con cháu đồng quỳ nguyện cha về chốn liên trì lạc ban. Thành tâm con lập trai đàn, nhờ ơn Phật tổ chứng đàn khai kinh. Con cầu chữ Phật chứng minh, Địa Tạng Bồ Tát thượng tình độ vong. Con nay cầu nguyện hết lòng, cầu cho từ khổ thoát vòng khổ luân. Mới lại báo đáp thăm ân cao như núi nghĩa gần biển sông. Thành tâm khấn nguyện cúi đầu từ bi tiếp dẫn xin cầu vãng sanh. Nguyện cho hồn đặng an lành đồng về cực lạc đồng xanh sen vàng. Nam mô Tịnh Độ Lạc Bang Độ Vong Hồn Đặng Tây Phan Mang.